Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 thuộc dự án nhóm A với quy mô 1.000 giường bệnh. Đây là dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ. Từ năm 2021 đến nay, dự án đã và đang thực hiện 29 gói thầu, trong đó có 26 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu xây lắp thiết bị. Theo cam kết, các nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ trong năm 2024 để dự án có thể hoàn thành đưa vào sử dụng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân trong năm 2025, phát huy hiệu quả đầu tư của nhà nước. Từ tháng 1 năm 2024 đến nay, khối lượng đã hoàn thành là 202 tỷ đồng và sẽ giải ngân trong tháng 5 năm 2024, hết 100% vốn đầu tư đã bố trí năm 2024. Dự kiến giá trị nghiệm thu từ tháng 6 năm 2024 đến hết tháng 12 năm 2024 là 441 tỷ đồng. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị bố trí bổ sung năm 2024 nguồn vốn trung ương 380 tỷ đồng để thanh toán kịp thời cho các nhà thầu. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định trung ương sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các gói thầu có tiến độ tốt. Nếu trong khi ngân sách trung ương chưa về kịp, thì đề nghị tỉnh ra soát nguồn để tạm ứng cho dự án. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, vai trò vị trí của bệnh viện tuyến cuối như Ung bướu Nghệ An rất quan trọng đối với vùng. Vậy nên, Bộ Kế hoạch Đầu tư ủng hộ đề xuất bố trí thêm khoảng 200 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phù hợp với công năng sử dụng của dự án. Để đầu tư đồng bộ, hiện đại gói trang thiết bị cho đơn vị ngay từ đầu, Bộ trưởng gợi mở và đồng ý phương thức kêu gọi vay vốn dự án ODA. Bộ trưởng động viên và đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu cố gắng hoàn thiện, đảm bảo dự án đúng tiến độ để nhân dân sớm được thụ hưởng. Kiểm tra tuyến đường ven biển qua địa bàn Nghệ An, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Kế hoạch Đầu tư Nghệ An đã báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác tiến độ dự án. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng hiện đã phê duyệt được 97%, chỉ còn lại 2,1 km. Tổng giá trị thực hiện cho đến nay đạt trên 2.100 tỷ đồng, đạt 78%. Giá trị thực hiện so với tiến độ hợp đồng hiện vượt 21%. Sở Giao thông Vận tải đang chỉ đạo thi công hoàn thành dự án trong năm 2024. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đốc thúc tiến độ dự án về đích càng sớm càng tốt. Dự án càng hoàn thành sớm thì không gian dư địa phát triển ven biển của các địa phương càng sớm được mở rộng. Những vướng mắc còn lại cần nhanh chóng có giải pháp, đề xuất để kịp thời tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến quyết tâm về đích sớm của dự án.